Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước, gọi là clip thứ hai, thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần A là phần ôn tập về phần lý thuyết. Đó nè, trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở phần B, đó chính là phần vận dụng. Thì phần vận dụng nó chia thành hai phần em. Phần thứ nhất đó chính là cái phần control, chọn câu trả lời đúng nhất. Còn phần thứ hai đó chính là trả lời câu hỏi hơn nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần một là control, cái chữ cái đứng trước phương án được trả lời mà cho các em cho là đúng nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang câu số 1. Thầy sẽ chọn trực tiếp ở trong sách luôn nha. Tính chất nào sau đây không phải, các em lưu ý là không phải nha, chứ không phải là phải nha. Không phải là của nguyên tử với lại phân tử. Hả nào? Như vậy thì A chuyển động không ngừng, có vẻ là phải không? Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên. Cái này có vẻ không phải này. Giữa các nguyên tử phân tử có khoảng cách, chính xác. Chuyển động càng nhanh, nhiệt độ của vật càng cao. Đúng rồi. Như vậy thì đáp án A, C, D là phải của nguyên tử phân tử, chỉ có đáp án B là không phải thôi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án B cho thầy. Ok. Chúng ta sẽ đi sang câu số 2. Câu số 2 em, trong các câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào là không đúng? Nhớ cũng là không đúng chứ không phải chọn đúng nha. Hiểu chưa nào? A nhiệt năng là một dạng năng lượng, có vẻ đúng đúng không nào? B nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nhiệt năng của vật càng lớn khi nhiệt độ của vật càng cao. Như vậy thì ở đây cái câu này thì chúng ta cũng thấy là cái câu nào không đúng em? A, B, C, D thì đó chính là câu câu B. À, ok, chúng ta đọc vào là chúng ta sẽ thấy ngay. Được chưa? Ta đi sang câu số 3. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra. Có thể xảy ra ở đâu? A chỉ ở chất lỏng, B chỉ ở chất rắn, chỉ ở chất lỏng và chất rắn. Đây là cả ở cả chất lỏng, chất rắn và chất khí. Như vậy thì ở cái bài số 3 này, ở câu số 3 này thì các em thấy cái đáp án nào là chính xác nhất em? À, đó chính là đáp án D. À, như vậy thì nó ở cả là chất lỏng này, chất rắn và đồng thời là chất chất khí. Ok, được chưa? Chúng ta đi sang cái câu số 4 em. Câu số 4. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra chất khí, chất lỏng, chất khí, chất lỏng, cả ba cái. Như vậy thì ở cái phương án đối lưu này, thì nó có xảy ra ở chất khí không? À, có xảy ra chất lỏng không? Có xảy ra chất rắn không? Không. Đó. Như vậy thì ở đây cái đáp án đúng đó chính là đáp án gì? Đáp án C. Chỉ ở chất khí và chất lỏng thôi thì nó mới xảy ra hình thức là đối lưu. Được chưa? Đó. Ta đi sang câu số 5 nha. Ta có câu số 5 em. Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức nào? Dẫn nhiệt. Dẫn nhiệt là chắc chắn không phải rồi. Đối lưu phải không? Không phải. Bức xạ nhiệt. Dẫn nhiệt và đối lưu. Như vậy thì đó chính là đáp án C, đó chính là bức xạ nhiệt. Ở đây. Các em đứng sát bên bếp lò thì các em thấy người nó rất là nóng thì đó chính là cái bức xạ nhiệt. À. Ok, được chưa? Chúng ta đi sang phần 2 là trả lời câu hỏi các em nhé. Ta sang phần 2 là mã là trả lời câu hỏi. Phần này có 4 câu em. 4 câu. Toàn bộ là gần như là giải thích các em. Câu số 1 này. Tại sao có hiện tượng khuếch tán? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh lên hay chậm đi khi nhiệt độ giảm? Lưu ý ở đây là nhiệt độ giảm. Như vậy ở đây chúng ta cũng có hai cái ý ha. Như vậy thì ở đây người ta bảo là tại sao có hiện tượng khuếch tán. Như vậy thì các em đã biết học về phân tử nguyên tử, chúng ta đã biết rồi. Các cái phân tử nó chuyển động như nào? Hỗn độn không ngừng và về tất cả mọi phía các em ạ. Giữa các cái phân tử nó lại như nào? Nó có cái khoảng cách. Nên các cái phân tử khác nó có thể như nào? Nó có thể xen vào cái khoảng cách đó. Không? Điều này nó dẫn đến cái hiện tượng là khuếch tán. Vậy thôi. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta giải thích cho thầy là các cái phân tử chuyển động
hỗn độn không ngừng về mọi phía hana, và đồng thời là giữa các phân tử nó lại có cái gì em, lại có khoảng cách đó, nó lại có khoảng cách, nên các cái phân tử khác có thể xen vào cái khoảng cách đó. Điều này Ken Thanh Kiếm, điều này dẫn đến hiện tượng khớp tác. Rồi bây giờ người ta hỏi là hiện tượng khớp tán xảy ra nhanh lên hay chậm đi khi nhiệt độ giảm. Như vậy thì khi nhiệt độ giảm thì chuyển động của nó như nào? Hỗn loạn của các cái phân tử nó tăng hay giảm? Giảm. Do đó hiện tượng khớp tán nó sẽ xảy ra chậm lại. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây các em ghi thầy là khi cái nhiệt độ giảm thì chuyển động hỗn độn của các phân tử giảm. Nào, giữa các phân tử giảm. Do đó cái hiện tượng khớp tán sẽ xảy ra chậm hơn. Được chưa? Ok, chúng ta đi sang câu số 2 nha. Rồi. Ta đi sang câu số 2 nha. Tại sao một vật không phải lúc nào cũng có cơ năng nhưng lúc nào cũng có nhiệt năng? Được chưa nào? Như vậy thì cơ năng á của vật đó chính là gì? Là do cái vị trí và trạng thái của vật tạo ra, nên không phải lúc nào vật cũng có cơ năng. Trong khi đó thì các em thấy là bất kỳ cái vật nào á thì nó được cấu tạo từ đâu các em? Nó được cấu tạo từ nguyên tử hoặc là phân tử. Mà khi cấu tạo từ nguyên tử và phân tử thì chúng nó chuyển động như nào? Hỗn độn và không ngừng. Như vậy lúc nào vật nó cũng có nhiệt năng em. Các em hiểu chưa nào? Đó. Như vậy thì ở đây các em giải thích cho thầy nó có cơ năng. Hay là cơ năng của vật là do cái vị trí và cái trạng thái, được chưa nào, của vật tạo nên, không tạo tạo ra đi, nên không phải lúc nào vật cũng có cơ năng. Đó là chúng ta đã giải quyết được cái ý đầu tiên rồi. Bây giờ nhiệt năng không, như vậy thì trong khi đó vật, bất kỳ cái vật nào á nó cũng cấu tạo từ đâu? Từ nguyên tử hoặc là phân tử. Đó nè, mà các em đã biết rằng là nguyên tử phân tử thì nó sẽ chuyển động một cách hỗn độn không ngừng. Đó nè, mà chúng chuyển động hỗn độn không ngừng, do đó lúc nào vật cũng có nhiệt năng. Được chưa? Các em có hiểu không? Nếu mà kỹ hơn nữa thì các em có thể mở ngọt ra đơn ra là vì nhiệt năng của vật
Đó chính là gì? Là tổng động năng của các nguyên tử và phân tử. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang câu số 3 các em nhé. Câu số 3. Ta đi sang câu số 3 các em. Khi cọ sát một miếng đồng trên mặt bàn thì miếng đồng nóng lên. Đúng chưa? Cái này thì ai làm thí nghiệm cũng được. Có thể nói là miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng không? Tại sao? Như vậy thì khi các em thấy là khi nó cọ, khi chúng ta cọ lấy một miếng đồng, ta cọ sát trên mặt bàn thì miếng đồng các em sờ thì các em thấy như nào? Nó sẽ nóng lên. Có đúng chưa? Nó sẽ nóng lên, nghĩa là ta đã làm gì? Tăng cái nhiệt năng của miếng đồng lên. Hả? Mà đây chính là cái cách thay đổi nhiệt năng mà phải thực hiện gì? Phải thực hiện công, nghĩa là chúng ta phải dùng tay chúng ta kè thì nó mới nóng lên được. Nên không thể nói cái miếng đồng nó đã nhận được một cái nhiệt lượng em. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây các em giải thích cho thầy là khi cọ sát cái miếng đồng trên cái mặt bàn nào, thì cái miếng đồng nóng lên, nóng lên nghĩa là ta đã làm tăng cái nhiệt năng của miếng đồng. Đúng chưa nào? Thì chúng ta thầy giải thích đây là cái cách làm thay đổi nhiệt năng mà phải thực hiện công. Thì chưa nào, thực hiện công nên không thể nói miếng đồng nhận nhiệt lượng. Được chưa? Ta đi sang câu cuối cùng nha. Câu số 4. Còn cái phần giải bài tập với lại trò chơi chữ thì thầy sẽ quay trong clip sau. Được chưa nào? Ok. Ta đi sang câu cuối cùng trong clip hôm nay. Câu số 4 em. Đun nóng một ống nghiệm đậy nút kín có được một ít nước. Nước nóng dần và tới một lúc nào đó thì nút ống nghiệm sẽ bật lên. Trong hiện tượng này, nhiệt năng của nước thay đổi bằng những cách nào? Nhiệt năng của nước đã thay đổi bằng những cách nào? Đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Như vậy ở đây người ta có hỏi các em là hai cách, hai câu hỏi ha. Như vậy thì khi cái này thì các em làm nó rất là dễ. Thí nghiệm này ai làm cũng được ha. Thì khi các em đun cái nóng cái ống nghiệm lên thì nhiệt lượng nó sẽ truyền cho gì? Cho khối nước và làm cho các phân tử nước nó chuyển động như nào? Nhanh hay chậm em? À, nó sẽ chuyển động nhanh hơn. Và đồng thời nó thoát ra khỏi cái khối nước. Thì cái nhiệt độ nó càng tăng á thì các phân tử chuyển động càng mạnh, dẫn đến cái gì? Cái gì lớn em? À, cái áp suất của cái khối khí nó càng lớn. Thì đến một lúc nào đó thì cái áp lực của cái khí nó lên cái nút đủ lớn và làm đẩy cái nút ra khỏi ống nghiệm. Hả nè. Đó. Rồi, chúng ta giải thích tại sao cái nút nó bật lên và nhiệt năng nó lại thay đổi như nào nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có ý đầu tiên là khi đun nóng ống nghiệm. Hả nè. Thì nhiệt lượng sẽ truyền cho cái khối nước, làm cho các cái phân tử nước chuyển động nhanh này và
thoát ra khỏi khối nước đó, và thoát ra khỏi khối nước được chưa nào? Chúng ta có là cái nhiệt độ càng tăng á, thì các cái phân tử chuyển động càng mạnh. Càng mạnh chứ không phải là càng mạnh đâu à, dẫn đến cái áp suất cái khối khí càng lớn, được chưa nào? Thì đến một lúc nào đó, đến lúc nào đó thì cái áp lực của khí lên cái nút đủ lớn rồi nè, nó đẩy bật cái nút ống nghiệm ra, ống nghiệm lên đi, được chưa? Người ta có hỏi các em một ý nữa là đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng nào. Như vậy thì ở đây nó đã chuyển hóa từ cái gì? Từ nhiệt năng thành gì? Thành cơ năng. Nhiệt năng là của khí và hơi nước, đã chuyển hóa thành cơ năng của cái nút đó các em à. Như vậy thì ở đây các em ghi thầy là khi cái hiện tượng xảy ra, đó nè, thì nhiệt năng của khí và hơi nước, được chưa nào, đã chuyển hóa thành gì? Cơ năng của nút. Câu số 4 em, chữ thầy thì nó xấu thật em, mà ghi cái môn lý này thì nó lại dài, nên là các em phải thông cảm nha. Nhưng mà miễn sao các em đọc được, tại vì trong quá trình ghi thì thầy có nói, thầy thuyết minh trong đó, chứ không phải là ghi mà không có nói thì nhiều lúc các em không hiểu. Nhưng ở đây chúng ta nghe thầy giảng mà, nghe thầy nói, vừa ghi vừa nói mà, đúng không nè? Nhiều cái từ các em nhìn không rõ thì cũng nghe thầy nói được. Ok à, rồi clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip sau thì thầy sẽ quay cho các em ở phần 3 là phần giải bài tập, có hai bài tập và cái trò chơi ô chữ là nữa là xong. Sau đó thầy sẽ tiến hành ôn tập cho các em và cho các em đề thi học kỳ 2 tham khảo các em nhé. Ok, bye bye các em.